cơ đạo Trung Châu được Đức Chí Tôn ban trao sứ mạng cho đoàn truyền giáo Tứ Linh Đồng Tử tại Thánh Tịnh Đại Thanh vào năm Giáp Tuất 1934, đến nay tròn 90 năm. 90 năm qua, nguồn đạo mạch của nền Tăng Pháp âm thầm chảy cùng năm tháng, vượt qua bao nỗi thăng trầm thời cuộc, chịu không ít những khảo nạn, nhưng nhờ ơn soi dẫn thiêng liêng, nhờ tâm trường huyết hãn của chư tiền bối nêu gương hy sinh phụng đạo, tạo dựng cơ đồ truyền giáo Trung Châu, đương vi sứ mạng trung hưng chánh pháp. Cơ đạo Trung Châu được chính thầy trực tiếp ban truyền và dẫn lối. Thầy đến bằng huyền diệu cơ bút, ban ngọc chỉ, hiệu triệu những bậc nguyên căn để trao truyền sứ mạng khoát khai chân đạo. Cùng với Thánh Tịnh Thanh Quang, Thánh Thất Từ Quang là hai thánh sở đầu tiên trong tiến trình vận chuyển cơ đạo. Thanh Từ trổ mặt quang quang, Hiệp Thiên sớt gánh chia đàn Bắc Trung. Thánh Tịnh Thanh Quang tượng trưng cho cơ thanh tịnh vô vi. Thanh Quang là ánh sáng của sự thanh tịnh. Thánh Thất Từ Quang là khởi đầu cho cơ phổ độ trung kỳ. Từ Quang được hiểu là dùng ánh sáng từ bi ban rải cho chúng sanh. Thánh Tịnh Thanh Quang có trước là sự tiếp nối từ các thánh tịnh tiên thiên, đồng thời chuẩn bị cho sự lập thân tu kỹ trước, rồi mới dùng ánh sáng của Từ Quang, tức là lòng từ bi mà phổ độ chúng sanh, nên tên Thánh Thất Từ Quang có sao. Tu kỹ hay độ tha vốn là tương quan bắt buộc, đây chính là một cặp phạm trù không thể tách rời trên đường tu hành. Diễn đạt theo cách khác là công truyền và tâm pháp phải luôn song hành. Đây chính là sứ mạng trung hưng mà thầy giao cho cơ đạo Trung Châu. Gò Nổi vốn là vùng đất linh, được vun bồi từ những dòng phù sa màu mỡ. Vùng đất nằm giữa hai nhánh sông Thu Bồn, phía trên là nơi hiệp lại giữa hai dòng sông Vu Gia và Thu Bồn, gọi là Giao Thủy, rồi lại tách ra làm hai nhánh, ôm trọn vùng đất Gò Nổi, và lại hiệp dòng trước khi đổ ra biển qua cửa đại. Có lẽ nhờ vậy mà đây là vùng đất địa linh đã sinh ra nhiều nhân kiệt. Bên cạnh những nhà khoa bản nổi tiếng, uyên bác giúp đời là những nhà truyền giáo trung kiên của cơ đạo Trung Châu. Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của họ đạo Từ Quang trong 90 năm qua, phân tích mối liên hệ đến các yếu tố về địa linh, con người và cả những huyền diệu thiêng liêng mầu nhiệm để nhận chân được nguồn phước ân mà thầy đã ban trao nơi đây, nhằm tiếp bước sứ mạng mà bao bậc tiền bối đã truyền thừa nhiều thế hệ. Hồng mang gian hiền đất lành, tư linh đồng từ lần thân vô truyền. Đạo Từ Quang 90 năm tỏ rạng ánh sáng tình thương. 90 năm trước, đạo Cao Đài bị cấm phổ truyền tại miền Trung, mọi thư tịch, kinh sách đều bị cấm phổ biến, và cả những người đi truyền bá đạo đều có thể bị bắt và xử theo luật định. Bất chấp những khó khăn nguy hiểm ấy, đoàn truyền giáo Tứ Linh nhận lãnh ngọc chỉ và lên đường thực thi sứ mạng. Hầu hết các thành viên trong đoàn là thanh thiếu niên, người con của Đắc Quảng. Nhờ sự soi dẫn và hộ trì của Thiên Liên, những thành tựu ban đầu trong công cuộc truyền đạo miền Trung xác lập. Những buổi đàn cơ ban đầu, thầy đến điểm đạo và thâu nhận những bậc nguyên căn Nguyễn Quang Châu,
Nguyễn Đáng, đạo hiệu là Như Sơ, cùng nhiều người dân trong vùng nhập môn hoặc quy hiệp từ Minh Sư vào đạo, để có cơ sở thờ tự và phục vụ cho việc lễ bái. Tiền bối Nguyễn Quang Châu đã xin phép thân mẫu hiến đồng chân tự làm thánh sở. Ơn trên ban cho thánh hiệu Thanh Quang Thánh Tịnh vào ngày rằm tháng 11 năm Giáp Tuất. Nửa tháng sau, ngày mùng 1 tháng 12 năm Giáp Tuất, thể theo tâm nguyện của gia đình ông xã Sước muốn hiến ngôi nhà làm thánh sở. Ơn trên chấp thuận và ban đạo hiệu là Thánh Thất Từ Quang. Hai thánh sở đầu tiên được tạo lập trong vòng 2 tháng rưỡi kể từ ngày đoàn truyền giáo về Trung đều do quý tiền bối hiến nhà để tạo dựng. Tấm lòng thương thầy mến đạo của chư tiền nhân rất đáng trân trọng. Có thể nói, kể từ khi thành lập Thánh Thất Từ Quang, ơn trên đã ban rưới thánh ân cho vùng đất này. Ánh sáng tình thương bắt đầu hiển lộ, chiếu soi vào tâm cảm khát khao tìm đường cứu độ. Sau khi nhập đạo, chư tiền bối Nguyễn Quang Châu và Nguyễn Như Sơ rất mực tiến thành, nhiệt thành hiệp sức cùng đoàn truyền giáo phổ truyền mối đạo. Nhờ đức độ và tài ba của quý vị nên tạo ảnh hưởng tốt đẹp để nhiều người tìm hiểu và nhập môn vào đạo Cao Đài. Từ năm Ất Hợi 1935, không chỉ những vị ở Phú Bông, Thi Nhơn, Cẩm Lậu, quy hiệp Cao Đài, mà nhiều vị đạo tâm minh sư, quý thân hào, nhân sĩ ở xa cũng về Từ Quang nhập đạo Cao Đài. Đầu tháng 3 năm Bính Tý 1936, đàn cơ tại Thánh Thất Từ Quang, tiền bối Nguyễn Như Sơ xin tạo lập thánh sở và được ơn trên chấp thuận cho dời về Phú Bông, Gò Nổi, và tiền bối Nguyễn Như Sơ trở thành vị chủ thất của Từ Quang. Để có nơi sinh hoạt cho bổn đạo, tiền bối Như Sơ nguyện hiến ngôi nhà lợp tranh sườn gỗ của mình và cụ bà xã Nho hiến hai sào đất tại vườn ở Biện Hòa, Phú Bông để làm thánh thất Từ Quang. Những tâm trường phụng hiến, hy sinh của chư tiền bối dành cho cơ đạo là bài học lớn về tình thương, lòng quả cảm, giúp cho bổn đạo giữ được đức tin trong hành trình vượt qua bao khổ nạn kế tiếp. Từ năm Kỷ Mão 1939 đến năm Nhâm Thân 1992, hơn nửa thế kỷ cơ đạo miền Trung oằn mình với bao khó khăn khổ nạn. Bổn đạo lao đao khó khăn trong mưa bom bão đạn của chiến tranh, phải di dời lên Tí Xé. Chư chức sắc hướng đạo bị bắt bớ tù đày, chùa thất bị niêm phong nhưng không thể kiềm tỏa được dòng đạo mạch. Càng khó khăn thử thách, đạo mạch càng lan tỏa rộng khắp, càng khảo đảo hiểm nguy, đức tin thờ thầy giữ đạo càng mạnh mẽ. Ngôi nhà thánh Từ Quang cũng thay đổi theo thời vận, qua nhiều lần dời đổi địa điểm, lúc thì nhà gỗ, lúc thì được xây dựng bằng vôi vữa, khi thì bị niêm phong rồi sụp đổ trong chiến tranh. Gò Nổi là một trong những địa danh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của các cuộc chiến. Bổn đạo phải di cư xuống các vùng Vĩnh Điện, Hội An, Trung Nghĩa, Đà Nẵng để lánh nạn. Đi đến đâu, bổn đạo cũng thiết lập thiên bàng làm thánh sở tạm để có chỗ thờ phượng lễ bái. Có thể nói, Từ Quang là ngôi thánh sở được di dời nhiều nhất trong các thánh sở thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Đài. Tuy nhiên, nhờ ánh sáng tình thương được thầy ân ban, gắn liền với tên gọi Từ Quang đã in hằn trong tâm khảm bao thế hệ đạo đồ. Ánh sáng tình thương ấy kiến tạo lòng trung kiên giữ đạo, son sắc đức tin thờ thầy. Thánh thể hiện hữu bằng pháp tướng bên ngoài có thể thay đổi, nhưng ngôi thánh đường nội tâm vẫn sừng sững vẹn toàn. Từ Quang là ánh sáng tình thương, ánh sáng ấy bừng lên muôn hạnh từ bi, kết tụ thành tâm trường huyết hãn của bao bậc tiền bối, thọ nhận thiên ân, dẫn dắt lương sanh,
tu học qua các thời kỳ. Tiền bối Phối sư Nguyễn Như Sơ chủ thất từ năm 1935 đến năm 1939. Tiền bối Thừa sử Hồ Tân Sinh hội trưởng từ 1940 đến 1945. Giáo sư Thượng Đào Thanh đầu họ Đạo từ năm 1950 đến năm 1956. Giáo hữu Ngọc Đại Thanh đầu họ Đạo từ năm 1956 đến năm 1966. Giáo hữu Ngọc Quang Thanh đầu họ Đạo từ 1966 đến 1987. Giáo hữu Thượng Cho Thanh đầu họ Đạo từ 1987 đến 1999. Giáo hữu Thượng Có Thanh đầu họ Đạo từ năm 2000 đến 2016. Và lễ sanh Thái Thái Thanh đầu họ Đạo từ năm 2016 cho đến hôm nay. Bên cạnh quý vị chức sắc đầu họ Đạo thực thi quyền pháp thiên ân, phần dẫn dắt và chỉ đạo văn phòng nữ phái của họ Đạo từ ngày thành lập cho đến hôm nay gồm quý tiền bối Lê Thị Tịnh, tức là bà xã Nho, lễ sanh Nguyễn Hương Tuyển, lễ sanh Nguyễn Hương Hiếu, lễ sanh Trịnh Hương Mười, lễ sanh Văn Hương Vũ và hiện nay là lễ sanh Hồ Hương Hồng. Có thể nói, quý chức sắc nữ phái đã góp phần không nhỏ vào công cuộc hành trình và phát triển của họ Đạo từ quan cho đến ngày hôm nay. Hôm nay, trong sứ vụ truyền thừa và tiếp nối công cuộc hoằng pháp lợi sanh, chư chức sắc và bổn đạo từ quan từng bước tôn tạo ngôi thánh sở và hoàn thiện nhân sự trong các ban ngành để dẫn dắt nhân sanh tu học. Bước vào thánh thất từ quan hôm nay, chúng ta vui mừng nhìn thấy ngôi nhà thánh được xây dựng khang trang, ngôi bửu điện uy nghiêm, tịnh khiết, tứ thời kinh sám cầu nguyện bình an cho lương sanh, các phòng công năng phục vụ cho nhu cầu thờ phượng và sinh hoạt tu học đều được chỉnh trang, ngăn nắp. Mỗi ngày đàn lễ, đạo hữu tập trung về thánh sở, học đạo và dâng lễ, sau đó dùng ngọ trai rồi mới về nhà. Từ quan trở thành ngôi nhà chung mà tất cả đạo tâm đều có bổn phận chăm nom, góp công tạo dựng, vun đắp mỗi ngày. Họ đạo từ quan luôn giữ được mối tương quan khắng khít giữa công truyền và tâm pháp. Kể từ các vị đầu họ tiền nhiệm cho đến hôm nay, tịnh viên trong họ đạo ngày càng phát triển về số lượng và trẻ hóa về tuổi tác trong cả bốn tầng bậc tu châu. Vào các mùa hội tịnh hàng năm, họ đạo thực hiện đúng quy định chung của hội thánh, giúp cho chư tịnh viên hưởng được những phước ân diệu màu. Sinh hoạt tu học cho con em nhà đạo cũng được họ đạo luôn quan tâm dìu dắt. Hiện nay gia đình Hưng Đạo Từ Quan đã ổn định nhân sự và phát triển đầy đủ sinh hoạt cả ba ngành thanh, thiếu và đồng. Có thể nói, nhìn vào việc phát triển sinh hoạt tu học của họ đạo Từ Quan hôm nay, chúng ta cảm nhận được nguồn phước ân to lớn, tạo được sinh khí phát triển tốt đẹp. Ngôi nhà thánh là nơi quy hiệp lương sanh, là trường tu học giúp bổn đạo hun đúc đức tin và thực hành tu tập công phu giải thoát. Trong ý hướng ấy, Từ Quan vẫn luôn âm thầm soi rọi ánh sáng tình thương. Điều này thể hiện qua nhiều chương trình đạo sự mà bổn đạo đã, đang và tiếp tục thực hiện. Kể từ năm Giáp Thân 2004, mặc dù toàn đạo vẫn còn trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng họ đạo Từ Quan vẫn vận động đạo hữu tham gia công tác từ thiện xã hội, điển hình như thực hiện nồi cháo tình thương giúp người khó khăn và bệnh nhân tại các bệnh viện, luôn chăm lo và giúp đỡ người nghèo, ủng hộ quỹ khuyến học và chất độc màu da cam, và thường xuyên vận động thêm kinh phí giúp đỡ người ốm đau, già cả, người có hoàn cảnh khó khăn cả trong đạo lẫn ngoài đời.
Có điều đặc biệt là tại khu vực quanh thánh thất, nhiều ngôi từ đường có thờ thầy và mời họ đạo đến cúng cầu siêu cho chư tiên linh vào các dịp tế lễ xuân thu. Điều đó cho thấy niềm tin và mối giao lưu của họ đạo với người dân rất tốt. Trong tinh thần trân trọng và gìn giữ những di sản tiền nhân để lại, có một số kỷ vật đặc biệt đi cùng thánh thất Từ Quang qua những thăng trầm lịch sử, xin được giới thiệu đến chư đạo tâm tường lãm. Bức thánh tượng Thiên Nhãn này là một trong những cái kỷ vật của họ đạo Từ Quang, được cụ thừa cố thừa sử quân Hồ Tông Sinh họa để thiết thờ vào dịp khánh thành thánh thất Từ Quang vào ngày rằm tháng 5 năm 1955, đến nay là 70 năm. Đặc biệt là cái bức thánh tượng này là khi mà vẽ xong thờ rồi thì được di dời, bị chiến tranh tàn phá ở địa phương thì được bổng độ đưa đi Hội An, rồi đưa đi ra Đà Nẵng thờ tại thánh thất Tòm ở ấp Trung Nghĩa, và sau đó là tái thiết thánh thất Từ Quang năm 1992 là đưa về tại lưu trữ tại họ đạo Từ Quang. Và cái bộ lư cổ của họ đạo Từ Quang thì cái lư này thì cũng không biết là nó có từ bao lâu, nhưng mà đã thờ tại nhà cụ Phố Sư, tức là nhà cụ Phố Sư hiến cúng để làm thánh thất á, thì đã thờ từ hồi đó cho đến bây giờ, bổng độ Từ Quang cũng vẫn còn lưu giữ. Tức là khi mà cụ xin dời thánh thất từ lòng Bắc Nhị mà về chỗ làm Biện Hòa cúng mà hiến cúng ngôi nhà của ngài để làm cái thánh thất, rồi ngài thờ từ đó là năm 1936 cho đến bây giờ. Một trong những kỷ vật còn lưu giáo lại tại họ đạo Từ Quang đó là ba cặp liễn được thờ tại Bửu Điện Đức Chí Tôn cho đến hôm nay. Cặp liễn thứ nhất do họ đạo Từ Quang tạo tác vào năm đại đạo thứ 20, tính đến nay được 79 năm. Nội dung cao liễn thứ nhất là Ngọc Đế Trưởng Tâm Kỳ, Đông Bắc Tây Nam Hưng Chánh Độ, Cao Đài Quy Vạn Pháp, Thích Nho Gia Lão Thống Chân Truyền. Và cặp liễn thứ hai do xã đạo Xuyên Đông hiến cúng và được tạo tác vào năm Bảo Đại thứ 13, tính đến nay 86 năm. Và nội dung câu liễn như sau: Cao Thượng Chí Tôn, Tôn Thích, Tôn Nho, Tôn Đạo Đức, Đài Tiền Sùng Bái, Bái Thiên, Bái Địa, Bái Thần Minh. Và cặp liễn thứ ba do họ đạo Từ Quang tạo lập vào năm đại đạo thứ 20, tính đến nay đã 79 năm. Và nội dung cặp liễn số 3 đó là Tam Giới Độc Tôn, Tây Bắc Đông Nam Hưng Chánh Quy Nhất Thống, Cửu Thiên Khai Hóa, Thần Tiên Thánh Phật Hội Tam Gia. Đây là kỷ vật mà họ đạo Từ Quang đến nay còn lưu giữ lại và đang sử dụng, đó là Tiểu Đồng Chung đặt tại Bó Văn Đường của thánh thất Từ Quang. Và kỷ vật này được họ đạo Từ Quang tạo tác vào năm Nhâm Dần 1962, đến nay được 63 năm. 90 năm đạo đi qua, những hiện vật kể trên đều có giá trị di sản vật chất, giúp cho thế hệ tiếp nối hôm nay thấy được công lao của chư tiền nhân
gây dựng và phát triển cơ đạo nơi đây. Tuy nhiên, có một thứ di sản bất biến theo thời gian, khắc sâu vào trong tâm cảm của bổn đạo Từ Quang là niềm xúc cảm rưng rưng tự hào mỗi khi nhắc đến. Di sản phi vật thể ấy chính là những trang sử đạo hào hùng, những tấm gương hướng đạo trung kiên, hàng vạn đạo tâm sinh ra tại vùng đất này, tu học và xây dựng họ đạo Từ Quang, dẫu có đi muôn nơi hay đã về phục hồi cựu vị, đều thọ bẩm ánh sáng diện màu, lấp lánh muôn giọt tình thương sưởi ấm cho đời. Chúng sinh quy hiền một nhà, trước sau chung lòng, hẹn ngày tế cha.